Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video về cuộc sống. Các bạn có biết cái người doanh nhân này hay không? Einstein. Ông nói một câu khá thú vị. Có hai thứ vô tận trên đời: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người. Thật ra tôi không chắc về vũ trụ. Các bạn hiểu câu này nghĩa là gì không? Doanh nhân người ta hay lắm, người ta hay nói ẩn ý. Tôi đã gặp được rất là nhiều cái kẻ mà gọi là không bao giờ mà biết mình ngu. Giống như các bạn thấy rằng điều đôi khi cái chữ ngu á, nó cũng gần với lại hôi nách vậy. Hầu như rằng là ít ai mà hôi nách mà biết mình hôi lắm. Còn cái màn chân thúi thì nó ở một cái đặc điểm khác. Đó là nó biết chân nó thúi. Cho nên bình thường nó đeo giày nó che đi. Nhưng mà khi mà nó mở ra là coi như rằng là nó giết bao nhiêu người xung quanh nó. Thì các bạn thấy rằng điều có những người vô tình hay cố ý cũng vậy, nhưng mà cái sự ngu xuẩn của họ nó gây khó chịu cho người khác. Thì một trong những kẻ như vậy là thằng gấu bông. Đây, cái mặt mò của thằng gấu bông đây. Đó, tại sao tôi phải gọi nó bằng thằng? Tại vì trong cái clip mà về viết về làm về ngân hàng Sacombank gì đó thì lúc đó là tôi thấy cái cảnh rằng là những người mà đi biểu tình đó, vô rồi thậm chí là định hành hung đánh một cái cô mà nhân viên ngân hàng. Thì tôi có nói rằng là đúng sai gì, muốn gì gặp mấy thằng sếp đó. Còn người ta là nhân viên mà. À, làm rần rần, làm sồn sồn lên để làm gì? Thì chính vì vậy một kẻ kích động là cả đám ngu xuẩn. Mình có nhiều cách để mình giải quyết, nhưng mà thường đám ngu xuẩn là nó rất manh động, hiếu thắng. À, thì chính vì vậy mà thằng gấu bông này nó cũng nhắn tin cho tôi. Không biết sao nó mò ra được cái trang tôi, nó nhắn tin. Nó yêu cầu tôi là xóa clip đi. Nó vô kênh người ta, nó yêu cầu này yêu cầu nọ. Rồi tôi nói rằng là với cái thái độ rồi, nó khoe nó là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Đại học Văn Hiến. Nghe lụ đạn chứ Văn Hiến là tôi đã dị ứng rồi. Đó, tốt nghiệp kinh tế gì đó, loại giỏi. Thì tôi mới nói rằng là muốn kêu xóa clip qua đây nè. Kêu nhà ở chung quận 10 ở thành phố Hồ Chí Minh thì qua đây. Qua nhà tôi nè, vô máy tôi nè, tôi cho ngồi xóa. Mà đợi hoài tới giờ nó không qua. Cho nên mở miệng ra là tôi đã thấy ngu xuẩn rồi. Nhưng nó hay lắm. Tôi chặn nó trên kênh. Tôi không muốn nghe cái đời lời ngu xuẩn nó nữa. Nó tìm cho bằng hết những cái trang mà của trung tâm vân vân. Thật ra thì không phải trang nào là ngày nào tôi cũng coi. Đó. Chính vì vậy mà nó mò hết tất cả những cái trang qua tới tận trung tâm để nó được đưa cái bản mặt của nó vào. Và đến nỗi một cái trang mà ít khi nào mà tôi vô tôi kiểm tra. Tôi chỉ có đăng bài thôi, ít khi nào tôi vô kiểm tra bình luận. Hôm bữa mới mở ra thấy cái bình luận mặt nó dưới cái clip về lão đánh cá tỷ phú. Nó cũng mò vô. Và khi mà tôi thấy cái mặt của nó với cái câu đầu kia, tôi không đồng ý với anh là tôi chặn nó luôn. Tôi đâu cần đọc hết. Rồi mới hôm bữa nó lại vô một cái group, nó tiếp tục nó gửi nó làm thành viên. Chặn tiếp. Thì tôi thắc mắc một điều. Một cái thằng mà nó đã ghét tôi đến vậy thì như người ta nó bỏ kênh đừng coi. Đằng này nó cố gắng nó kiếm cho bằng được để nó được đút cái mặt nó vào. Thì các bạn thấy nó thông minh không? À, thấy nó ngu rồi đúng không? Đó. Mà đến nỗi mà người ta đã không muốn nhìn cái mặt, người ta cũng chẳng muốn nghe nó, mà cứ tối ngày nó muốn để lại dấu ấn với tôi. Cho nên tôi thấy nó quái thằng nào mà tối ngày vô nó dislike video của mình. Có đúng một thằng duy nhất thì ra thằng rảnh này nó coi bằng hết. Nó coi để được, nó được dislike. Nó nói sao lụ đạn này nó rảnh dữ bay. Nó không thích mình mà nó làm gì ghê vậy. Thôi kệ, tăng view cho mình cũng được. Tại vì một cái dislike của nó đâu có ảnh hưởng. Đó.
Thì chính vì vậy mà có bạn trước đây cũng vậy, sau khi mà tôi đăng cái clip cũng nhắc đến nó, thì có bạn là vô tình bắt gặp nó trong cái một cái diễn đàn về account cái gì mấy cái hát hò gì đó. Nó đòi thuê cả một ban nhạc có ca sĩ và các nhạc công với giá 500 ngàn. Một loạt bình luận ở bên dưới chửi nó. 500 ngàn chắc vô hát cái điệp khúc xong về. Thuê một ban nhạc đầy đủ nha mà trả 500 ngàn công cho một cái buổi diễn là nó bị điên. Thì chính vậy bạn nó gửi tôi cũng nói này nè, thằng phải thằng gấu bông này không thầy, tôi nói nó đó. Cho nên học kinh tế khoe mình loại giỏi mà ra ngoài nó ngu đều hết ở các mảng. Ừ. Mà tôi cũng biết rằng là nó có lấy cái hình thật của nó không hay là lấy hình mạng của ai, tội nghiệp người ta. Chứ còn nếu mà cái mặt của nó thiệt thì ha, thôi được rồi, mình cho cái mặt của gấu bông nổi tiếng đó, trai đứa mà nó cắm hai trái tim là nhìn gì ứng thiệt chứ đó. Thì không biết là giờ này làm chuyên gia kinh tế ở đâu hay là cố vấn tài chính cho công ty nào không hả, chứ thấy mặc cái áo đầu bếp này là thấy dữ rồi. Thì các bạn biết một điều, cái dân mạng mình nó hay lắm. Hôm bữa không vậy, bác quên mất tên ông nội này rồi, phát biểu ha, mà xui vào ổng là ổng để cho dân mạng thấy cái đồng hồ ổng đang đeo đây, lập tức tụi nó truy lùng. Để nếu mà đúng là đồ thật thì cái đồng hồ Patek Philippe này có giá gần 6 tỷ nè. Thì lúc mà hình ảnh mà bác đeo cái đồng hồ trên tay phó cục gì đó à, đeo đồng hồ trên tay là dân mạng tìm ra, thì tụi nó nói các bạn đồ ngoan quát bác quá, bác liêm chính mà làm sao mà bác đủ tiền bác mua cái đồng hồ 6 tỷ bác đeo đồ giả đó. Có bạn khác như bình luận các bạn đồ ngoan bác rồi, người ta tặng bác chứ bác có tự mua ở đâu. Thì tôi mới kể cho ông bạn tôi nghe, cái bạn tôi nó nói bạn tôi nó cũng chơi đồng hồ, nó mới nói cũng có thể mua đồ fake đó. Nó nói tôi có một bạn nè, nó không mua đồng hồ Rolex rẻ nhất cũng mấy trăm triệu, nó mua cái đồng hồ Rolex mà fake giống y chang 13 triệu. Rồi nó nói nè thằng em tôi nè, mới bữa về tôi dắt nó đi mua cái đồng hồ ha, fake hàng AP gì đó, tức là cái đồng hồ thật là mấy tỷ, thì đồng hồ fake 17 triệu. Cái tôi nói ủa, tính ra là tự nhiên cái mình bỏ mười mấy triệu mình mua cái đồng hồ fake, trong khi là mình mua mấy triệu bạc mua cái đồng hồ Nhật nào đó đeo vẫn tốt chán. Những cái thương hiệu mà nổi tiếng của Nhật nè, như Citizen nè, ha, Seiko này kia mấy triệu bạc đó, đeo tốt chán cũng đẹp vậy, tại sao mình phải đeo đồ nhái nhờ? Thì bạn tôi nó nói bây giờ nó không đủ tiền hoặc là nó không thích chơi đồ hiệu thì nó mua cái đó để nó, người ta vẫn nghĩ là nó giàu. Nhưng mà ông để ý đi, thí dụ như nó đi xe hơi nó đeo đồng hồ Rolex giả, người ta vẫn nghĩ là thật à. Chứ còn nó đi mà xe máy mà đeo đồng hồ Rolex thì người ta biết giả đó. Thì cũng giống như rằng là bây giờ là nếu mà đi chiếc xe mà tầm khoảng 1 tỷ mà đeo cái đồng hồ mà AP tới mấy tỷ thì người ta nhìn người ta cũng biết giả luôn. Nói nôm na là gì, phụ kiện nó phải xứng với cái đẳng cấp của mình và cái địa vị của mình. Đó lý do mà tại sao mà anh đã làm ở cái cấp lãnh đạo giống như rằng là ông Đoàn Ngọc Hải thôi, trước khi làm một cái người mà từ thiện có tâm huyết thì ông đã từng đeo trên tay cái đồng hồ 2 tỷ làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố mà đeo được cái đồng hồ 2 tỷ. Thì ông nói là tại vì nhà ông giàu sẵn, có mấy căn nhà trên quận nhất cho thuê ông mới có tiền đó. Thấy chưa, các bạn thấy không, người ta liêm khiết, người ta trong sạch mà các bạn nghĩ xấu cho người ta là không có được. Ừ. Ghê thiệt, đeo đồng hồ mấy tỷ do nhà giàu sẵn. Thì chính vậy là sau đó sợ quá ha, xuống chức rồi. Đinh La Thăng vừa bị bắt cái là lập tức ông Đoàn Ngọc Hải cũng xin về hưu sớm
để rồi được xỏ đôi dép tổ ong đi khắp mọi miền cứu trợ. À, sống một đời vì tâm huyết. Tôi nói thẳng ra bây giờ Việt Nam đó mình gần như là trở thành một cái thiên đường rửa tiền. Các bạn biết hôm bữa là cái hình ảnh nào? Khanh Super, hay còn gọi là Phan Công Khanh, dân chơi siêu xe Việt Nam. Đây, ngồi buồn thiêu ngắm cái cửa hàng của mình. Trước đây từng dựng biết bao nhiêu xe, chục tỷ ở trong. Thì Phan Công Khanh tuổi còn trẻ nhưng mà tài sản là chắc cũng đống xe này chắc trăm tỷ, ngàn tỷ. Thì có người nói rằng là xe do hắn ký gửi, cũng có người nói rằng là hắn đặt xe giùm cho người ta, vân vân. Vấn đề là xuất thân của Phan Công Khanh không phải là một thiếu gia giàu có, mà chỉ là một tên mà vận động viên ở cái cấp độ mà cấp tỉnh thôi, bóng chuyền. Thời xưa không có cái gì hết, không phải là thiếu gia gì hết. Nhưng tại sao lại đột ngột giàu lên nhanh chóng như vậy? Đeo cũng cái đồng hồ khoe lên mạng mấy tỷ. Đó, về sau rồi thì cũng giống như bạn tôi nó nói rằng là Ford này chúng đeo đồ giả không? Còn không thì người ta cho mượn men nào mà anh lớn của nó đó cho mượn. Cho nên rằng là theo như một nguồn tin là từ bạn của nó thì cũng có người đã góp vốn vào cái cửa hàng siêu xe này mấy trăm tỷ. Cho nên bây giờ thằng này nó dính cái phốt. Các bạn còn nhớ cách đây mấy tháng là nó qua bên Cam nó đánh bài gì đó, đem theo là mấy chục tỷ trả anh bàn với lại mấy đứa bạn cần ca sĩ gì luôn đó. À, chơi bài tính tiền tỷ. Thì sau đó không biết là dính lùm xùm gì mà các anh lớn chắc không rút tiền nữa. Ha, không cho tiền nữa. Cho nên bây giờ hiện giờ thì cái cửa hàng xe này đã được sang cho một đổi tên, giao cho một người quản lý mới. Còn Phan Công Khanh chính thức về vườn. Chính vì vậy là những người mà đứng đằng sau, đa phần những người đứng đằng sau là những người họ cần tiền chứ họ không cần nổi tiếng. Đã rồi rửa tiền mà nổi tiếng chi cho bị lụm. Họ ở đằng sau. Thì tiền bẩn tôi nói rồi, nó rất nhiều nguồn. Động gái, thuốc lắc, buôn lậu, cái gì nó cũng có. Cho nên rằng là bây giờ nó phải chuyển hóa qua tiền sạch. Cũng như là cái công nghệ mà đưa siêu xe về nước ngoài cũng là một dạng rửa tiền. Rồi buôn kim cương chẳng hạn, đây là cấp rửa tiền mà hạng sang. Thì chính vậy là nó cần những người mà gọi là có thể gây sức ảnh hưởng lên xã hội. Những người mà giới trẻ nó hay vào, nó coi. Hàng triệu view, hàng triệu người theo dõi. Đó. Thì chính vì vậy mà người ta tin rằng là những thằng triệu view này đâu cần ai giúp, nó giàu mà. Đó. Cho nên lúc này rằng là cái số tiền mà nó kiếm ra được dần dần chẳng ai thắc mắc, chẳng ai cần biết cái nguồn gốc của nó nữa. Thì ở trong xã hội Việt Nam mình bây giờ còn rất rất là nhiều những cái dạng như thế này. Các bạn không biết được. Ở dưới tôi cũng vậy. Hiện giờ các bạn biết là xung quanh tôi cũng có một vài cái trung tâm. Tôi tự hỏi rằng với một cái nền tảng trung tâm mà phát triển mở chi nhánh liên tục, một lần mở chi nhánh là phải làm nội thất rồi này kia, bèo lắm thì một cái cơ sở cũng phải đầu tư vài trăm triệu. Rồi, đầu tư xong thì phải tuyển người. Nó đánh rất mạnh vào một cái đội ngũ tư vấn. Nó thuê rất đông. Rồi còn phải kiếm giáo viên. Rồi còn phải rằng là quảng cáo, tối ngày là đi làm thị trường, phát quà hết trại mồ côi này, đi thăm cán bộ kia, nhà ông lớn nọ. À, tối ngày đi phát quà các trường vân vân. Tôi nói cái lượng chi phí khổng lồ như vậy nó bỏ ra. Mà học sinh đâu phải ai cũng có tiền. Đó. Nó dạy toàn mấy đứa nhỏ nhỏ, chủ yếu đánh vào thiếu nhi.
và cái khu vực đó đâu phải là ai cũng có tiền. Vậy thì nó lấy đâu ra một nguồn kinh phí lớn như vậy để mà nó mở chi nhánh liên tục, cứ vài tháng nó mở chi nhánh? Chỉ có hai cách trả lời. Một là thuộc dạng như rằng là bung tiền ra để quảng bá, rồi sau đó hy vọng hốt lại. Nhưng mà nếu theo phương hướng này, chắc chắn càng làm càng lỗ. Tại vì giáo viên bây giờ mà nếu mà kiếm có thực lực rất là khó, nhất là ở cái khu vực mà ở dưới Đồng Nai mà tôi đang làm, kiếm giáo viên thực lực rất khó. Thế thì câu hỏi đặt ra, cái chất lượng chắc chắn là không đảm bảo. Chủ yếu đánh vào quảng cáo, đánh vào hình ảnh, đánh vào là tặng quà khuyến mãi. Vậy thì cái chi phí lớn như vậy làm sao duy trì? Nếu mà chơi nguồn vốn tự thân thì bao nhiêu người góp vốn mà chắc chắn lỗ. Còn nếu là rửa tiền thì đương nhiên rằng là tôi đang nghi ở cái hướng này. Tức là bung càng nhiều càng tốt, và quảng bá rồi quay hình ảnh để cho người ta thấy rằng là các cơ sở đều đang ăn nên làm ra. Thực chất về cái doanh thu bên trong chỉ có nó biết mà thôi. Ăn nên làm ra. Rồi sau đó rằng đằng sau là có các anh lớn, một những bóng đen đó rót tiền vào để rửa. Thì cho nên rằng là những thằng này vẫn lên mạng khoe rất là nhiều sự thành công, thành đạt, mà tôi ngửi mùi đa cấp. Mấy đứa nhân viên cũng vậy, được cho tiền, được đi chơi, mà lúc nào cũng mang tư tưởng mình đang làm ở trong một cái nơi mà truyền năng lượng đó, về học về chiến lược kinh doanh. Những đứa trẻ nó không nhìn ra được cái điểm này. Thì chính vì vậy, trước đây nhà tôi cũng cho thuê, thì cho thuê làm cái người thuê là một cái làm một cái quán quán ăn. Thì nghe đồn là chủ quán là xuất thân cũng là dân công an, cho nên từ hồi mà mở ra không bao giờ mà có ai dám lại kiếm chuyện. Từ công an, thuế má rồi này kia, không có một vấn đề gì hết. Quán bán cũng lưa thưa khách, có vài người khách, tại vì mình chủ nhà mình biết mà, đi ra vô thấy vài người khách. Thường xuyên tổ chức ngay cả tiệc cho nhân viên, sinh nhật cho nhân viên, mỗi lần tổ chức trang trí rồi thuê đồ này kia công phu lắm. Rồi quay phim, ông già tôi thì ông nói rồi nó làm vậy sao nó đủ trả tiền mặt bằng, thiệt sự sao đủ trả tiền mặt bằng đó. Nói gì trả tiền nhân viên này kia, nhưng mà nó phải làm màu làm mè như vậy đó, phải quay phim vậy, thì tức là có cái đưa lên mạng cho thấy ta đang làm ăn nên làm ra. Hiện giờ chuyển mặt bằng qua chỗ khác cũng ngay mặt tiền đường, giá thuê cũng không rẻ, quán vẫn ế đó. Thì các bạn thấy rằng là nó sẽ lấy những cái hình ảnh một số ngày mà có khách đông thật, một số ngày, rồi nó cứ thế mà nó đưa lên mạng đó, hoặc là nó quay một cái góc nhỏ cái chỗ khách ngồi, thì các bạn sẽ cũng hình dung rằng là cái quán rất là đông khách. Cái chiêu này gần như phổ biến. Thế thì cái hình ảnh mà người Việt Nam mình bây giờ thành công, ui rồi các bạn gõ lên mạng đầy, thằng trẻ cũng vậy thành công, rồi lên mạng đạo lý, rồi lên mạng dạy người ta nào thức khuya dậy sớm để thành công nha. Rồi mới sáng nay tôi còn vô cái trang chuyên gia cho các sếp huấn luyện nhằm làm giàu, chụp những tấm hình mà đứng là nói chuyện y chang ông Phạm Thành Long đó, đưa lên mạng toàn là hình mặc vest sang chảnh. Trên này tôi thấy rằng một điều, Việt Nam mình đúng là thiên đường. Những hình ảnh như vậy thì lại rất bắt người xem. Còn nói thật, người ta không nghe đâu. Phụ huynh mày, tôi hỏi nhiều người có cho con mình một cái ước mơ
để rồi con mình sau này ha nó giỏi hơn mình. Ví dụ hôm bữa tôi có coi một cái bạn nhờ tư vấn đi du lịch Canada, nhưng mà cái visa của bạn bị trục trặc. Thế là bạn đăng lên mạng một cái diễn đàn, bạn nhờ người ta giúp đỡ. Thì bạn nói điều kiện của bạn: đang làm cho một công ty nước ngoài, lương tháng 1.200 đô, được đóng bảo hiểm trên toàn lương. Bạn có một miếng sổ đỏ và có tiền tiết kiệm khoảng 300 triệu. Và bạn đã đi du lịch một số nước. Tôi nói với trẻ bây giờ, những đứa mà giỏi thật, nó kiếm ra tiền đàng hoàng bằng năng lực của nó. Nội nó đi xin việc vô được cái công ty nước ngoài là tôi đã thấy nó dữ rồi. Mà nó xin việc vô rồi nó lại lên tại mức 1.200 đô, đối với nước ngoài không cao. Nhưng thiệt sự ra ở Việt Nam mà có cái mức lương này ha, thì nó cũng là một cái dạng là nhân viên có năng lực. Giống bữa tôi nói đó, tôi có mấy đứa học trò đang làm là lập trình, hacker mũ trắng. Đó, thời đại học nó đã là những học sinh viên là giỏi, xuất sắc. Cho nên khi nó ra ngoài công ty nó phát triển, lương thu nhập nó lên 20-30 triệu, đối với tụi nó chuyện bình thường. Thì tôi nói những đứa trẻ như thế này, năng lực giỏi, ăn nói thì lễ phép, sống có mục tiêu, mục đích rõ ràng, thời gian rảnh là tụi nó còn đi du lịch để nó mở mang kiến thức, chứ nó không dính vào những chuyện như là yêu đương rồi ha, thị phi, hay là như giống như thằng gấu bông này. Tôi nhìn là tôi biết thằng này là hạng bèo rồi, thằng này là thứ bèo nhèo. Nói thẳng ra nếu như mà không có gia đình ha, đóng tiền học cho nó dám, nó còn chưa học được đại học đó, chứ đừng nói rằng là nó đi ra ngoài xin việc. Còn nếu gia đình nó giàu có mà nó bản lĩnh để mà nó không nhận trợ giúp gia đình, nó kiếm tiền và nó phát triển tự thân, thì tôi biết là nó sẽ không ăn nói cỡ này. Một cái thằng nhóc mà mới tốt nghiệp khoảng chừng 22-23 tuổi, nói chuyện với tôi mà xưng tôi. Có bạn bữa tôi cũng chỉnh vô kênh, tôi nhìn mặt anh chắc cỡ 20-30 chứ mấy, á đù à, là tôi đã dị ứng rồi. Nhưng sau đó là bạn biết nhận ra đó, bạn biết nhận ra được cái sai của bạn đó. Bạn đáng tuổi cháu tôi. Tôi nói bạn đáng tuổi cháu tôi bằng cách tôi gần tới 2 con giáp lần đó. Cho nên sau đó bạn xin lỗi và bạn đổi cái cách mà xưng hô, thì tôi nói rằng tôi mừng vì có những fan thật thụ như thế. Cho nên rằng là những bạn mà cầu tiến, những bạn mà cố gắng trau dồi, những bạn mà đưa cái lý tưởng của mình ha, ở một cái điều tốt đẹp, những bạn đó sau này sẽ có một cái cuộc sống viên mãn, gia đình hạnh phúc, mọi thứ. Tôi dám bảo đảm. Còn những bạn mà tham vọng quá lớn, giống như thằng Khanh Super này, đáng lẽ ra nó cũng có thể là giỏi, nhưng mà vì nó muốn giàu nhanh, mà muốn giàu nhanh thì phải mượn lực của người khác, cho nên nó tiếp tay cho cái đường dây rửa tiền, thì bây giờ nó sẽ có cái ngày này. Và đương nhiên rằng là những thằng này có bao nhiêu tiền, tướng cũng không bao giờ sang được. Giống như nãy tôi nói, khi mà vô tình tôi thấy được là cái trang của cái ông mà người sáng lập cái trung tâm nãy tôi nói các bạn, cũng lên mạng, cũng ngày nào cũng đạo lý, cũng mặc vest, rồi hả, nhờ nào nó chụp hình cảnh người vợ đang thắt cà vạt cho chồng, rồi đưa thành hai nàng công chúa này kia lên mạng. Nhưng tôi nói một điều, nó có một cái gọi là giống như cái nghiệp. Những người này cái mặt không bao giờ phúc hậu được. Cái mặt không phúc hậu được. Nếu như các bạn thấy khi mà nói ba vấn đề này kêu tôi mà tôi phải cười thì cười không nổi. Nhưng mà chẳng hạn như bình thường gặp nói chuyện, đây mặt cười nè, hoặc là vui đó, các bạn làm cho tôi vui cái tôi cười. Hay dạy học trò cũng vậy, mình la, nhưng tới lúc mà mình nói chuyện, tới lúc mình cũng phải đặt cái tấm lòng của mình vào, chứ không phải rằng là mình la vì mình ghét bỏ. Thì học trò nó cảm nhận được, con cái nó cảm nhận được.
Cho nên khi mà tôi thấy rằng là những người khoe giàu khoe này nọ, nhưng đồng tiền các bạn không sạch, thì con cái các bạn ít khi nào mà nó có cái dáng vẻ mà thông minh sáng sủa lắm, ít lắm. Từ khi ba mẹ đẹp nhất nách thì may ra nó có cái gen. Nhưng mà ngộ một điều nha, dù rằng là cho nó đi học quốc tế, cho đi du học, nhưng mà hầu hết những đứa con này đều không có năng lực. Thì chính vì vậy mà cái nghiệp là cái mà mọi người nên sợ, chứ cũng không phải là pháp luật đâu. Mình có thể mình né pháp luật, và thậm chí mình có thể là được bao nhiêu lời tán dương ở xã hội, nhưng đối với tôi những lời đó là sáo rỗng. Cái chính là cái gia đình của mình. À, gia đình của mình, vợ con mình nó chịu học là được, chứ không phải mình ép nó học. Có nhiều người tới bây giờ cũng vậy, khoe con tôi học giỏi lắm thầy ơi, nhưng mà là ép nó học. Thì đương nhiên ép nó học và nó sợ thì nó vẫn học được. Nhưng khi tôi dạy những đứa bé đó, tôi biết được rằng là đứa nào học vì cái áp lực và đứa nào nó học thật sự vì nó thích. Giống như có đứa vậy, nó thích đọc, nó thầy ơi con ở nhà con cái gì cũng đọc, con khoái lên thư viện trường, nó đúng tốt, đọc nhiều tốt. Cho nên rằng là những bạn khác vậy ha, nhìn vào nó muốn giỏi thì phải đọc, phải tự tìm hiểu, phải biết hỏi. Thì khi mà tôi thấy rằng một đứa bé nó học, nó thắc mắc, nó biết cái nó thắc mắc, nó biết cái mà nó muốn tìm hiểu sâu thêm, chắc chắn nó là đứa đứa giỏi thật sự. Còn một đứa mà ù lì ngồi đợi đến khi nào mà làm sai rồi tôi bắt đầu tôi sửa, sửa xong vẫn còn sai mà nạt nó. Đó. Thì những đứa này nếu ráng vẫn có thể giỏi. Nhưng mà cái này là giỏi do là cần cù. Và thật sự khi mà không còn sức ép của ba mẹ, không còn sức ép của là điểm số, lúc này nó mới lộ ra là bản chất thật của nó là một cái đứa không cầu tiến. Và chính vì vậy mà tới khi nó ra xã hội, nó trở thành những người bình thường. Thì đừng có bao giờ mà hỏi tôi rằng ủa sao con tôi hồi xưa học giỏi thì cấp 1, 2, 3 học sinh giỏi rồi lên đại học này kia nó cũng giỏi, mà sao bây giờ nó ra ngoài nó gia đình của nó cũng không hạnh phúc, công việc của nó cũng vậy, cứ bình bình. Tại đó là bản chất thật của nó. Và cha mẹ vì cái mà quá mong muốn con mình mà trở thành siêu nhân, cho nên không nhìn ra được mấy điểm này. Thì tôi nói rằng là nhiều khi á, tôi nói sự thật mất lòng. Muốn rút con thì cứ rút. Ai cũng vậy, muốn đi tìm nơi nào học nơi tìm. Trong cái video mà tôi làm, tại giờ tôi tách cái mảng tiếng Anh qua một cái trang khác, cái kênh khác, hay lên TikTok, thì tôi mới nói là don't show me your IELTS, show me how special you are. Tôi không quan tâm cái thành tích các bạn nữa, tôi quan tâm khi tôi nói chuyện các bạn là một người đặc biệt như thế nào. Đó. Thì là tôi cũng sẽ biết được là các bạn có thể thành công hay không. Nhưng ít nhất một điều tôi dám bảo đảm là những người này có một cái gia đình viên mãn. Trước hết là như vậy đã. Con cái nên người. Đó. Con cái ăn nói đàng hoàng, có đầu có đuôi lễ phép. Trước mắt là như vậy đã. Còn giàu hay không do phước của các bạn. Vậy thì bây giờ mình ngửi lại coi mình có thấy cái mùi chân thúi của chính mình không? Có thì đi sửa đi. Chứ không là nó thúi rồi mắt người xung quanh ta chịu không nổi. Mà là ngộ lắm. Rất ít người mà ngửi được mùi chân thúi. Ê thằng quỷ, chân thúi dưới mày. Rất ít người sẽ nói cho các bạn nghe các bạn thúi như thế nào. Hầu hết người ta bịt mũi người ta đi chỗ khác.
Cho nên các bạn tưởng là các bạn thơm tho, thật ra người ta xa lánh các bạn dần dần, bởi vì thúi quá chịu không nổi. Nhớ kỹ điều này. Bye bye.